Đây là bảo bối của muội muội tiểu yêu của ta. Muội ấy tặng ta khi hai bọn ta chia tay. Nói là chỉ tạm thời cho ta mượn chơi. Vậy Hiên ca thì sao? Hiên ca và A Niệm chỉ là tình huynh muội ư? Câu hỏi này của huynh rất thích hợp. Nói khi ngồi uống rượu. Nói nghe thử đi. Đây là bảo bối của muội muội tiểu yêu của ta. Muội ấy tặng ta khi hai bọn ta chia tay. Nói là chỉ tạm thời cho ta mượn chơi. Cái tạm thời này đã 300 năm rồi. Tiểu yêu muội muội là con gái của cô và sư phụ ta. Hồi nhỏ muội ấy mất tích. Bọn họ đều nói muội ấy chết rồi. Nhưng ta vẫn luôn ôm hy vọng nhỏ bé. Mong muội ấy còn sống. Chờ muội ấy đến đòi đuôi cáo của muội ấy. A Niệm cũng là con gái của sư phụ. Ta chiều muội ấy như chiều tiểu yêu muội muội. Uống rượu đi, Hiên ca. Uống rượu. Ngồi đi. Lục ca, bánh huynh gần đây. Ra ngoài vội quá quên mang tiền rồi. Thôi Lục ca, không cần trả tiền đâu. Cứ coi như ta mời huynh không hay đâu. Thật sự không cần trả tiền mà. Cầm lấy, nếu không lần sau ta không dám đến nữa. Vậy cảm ơn Lục ca nhé. Đi làm việc đi. Sao ta đi đến đâu cũng gặp cậu vậy? Đã là cậu bỏ tiền mua thì cậu cầm ăn đi. Lục ca, thập thất. Hiên ca, vào ngồi đi.